Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nơi Yêu Thương Ở Lại do Ban Chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, từ xa xưa, ông bà ta đã có câu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng." Theo lời dạy đó, bao đời nay, người dân Việt Nam chúng ta luôn thể hiện tình yêu thương đồng bào, tinh thần san sẻ, lá lành đùm lá rách với những người khó khăn hơn mình bằng những hành động thiết thực. Toàn xã hội đã và đang tiếp tục mở rộng vòng tay giúp người nghèo thêm bữa cơm no, giúp các em có thể đến trường, được học hành đầy đủ để sau này thành người hữu dụng. Đặc biệt với các đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi, điều này không chỉ giúp họ cơm no, áo ấm, mà còn giúp họ hòa nhập với xã hội để vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là tiêu chí hành động của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm qua. Ngày 18 tháng 1 năm 1999, Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập với tiêu chí hoạt động trao cần câu không trao cá, để người khuyết tật tự tin hòa nhập vào cuộc sống bằng chính khả năng của mình, trẻ mồ côi tiếp tục được đến trường như bao trẻ em bình thường khác. Trẻ mồ côi và người khuyết tật thì hai đối tượng này là hai đối tượng yếu thế trong xã hội mà mình cần phải giang tay ra giúp để những người này đó họ có điều kiện, có cuộc sống tương đối một chút. Cái kết quả đó thì tự nhiên không thể có được mà phải quá trình vận động, hoạt động chung của hội. Chứ nếu như để nhà nước tài trợ 100% thì không thể lâu dài được. Thì tôi nghĩ cái hướng đó, cái cách làm đó là đúng. 20 năm qua, bằng sự vận động và nhiệt tình của các ủy viên ban chấp hành, hội đã vận động được 137 tỷ 734 ngàn đồng từ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Từ đó, hội đã triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình giúp đỡ cho người khuyết tật thành phố, bao gồm bảo trợ chăm sóc thường xuyên cho trên 296.569 lượt người, xây dựng hoàn chỉnh một trung tâm dạy nghề có sức chứa 200 người ăn ở học tập thường xuyên trị giá trên 35 tỷ đồng, đào tạo dạy nghề cho 3.311 học viên, tìm và giải quyết việc làm cho 1.852 học viên, hỗ trợ 815 học viên có việc làm tại gia đình, 157 trường hợp được phẫu thuật chỉnh hình hở hàm ếch, 396 trường hợp mổ mắt thoát cảnh mù lòa, trao trên 27.233 suất học bổng vì tương lai học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi cho học sinh sinh viên cả 4 cấp học, tặng hàng trăm xe lăn, dụng cụ đi học cho người khuyết tật. Đáng chú ý nhất trong 6 chương trình hoạt động của hội trong suốt 20 năm qua chính là việc hội đã vận động từ rất nhiều người có lòng hảo tâm để xây dựng trường dạy nghề. Đây là một giải pháp căn cơ dành cho người khuyết tật. 20 năm nếu không có mạnh thường quân thì sẽ không có được cái hội ngày nay. Thì những cái mạnh thường quân lớn như Unilever, như là Pepsi là đồng hành với chúng tôi luôn tới bây giờ 20 năm nay. Thì đó là những cái ân nhân không phải chỉ cho các con học sinh không, các người khuyết tật không, mà là ân nhân của chúng tôi, cho chúng tôi một bài học về nhân ái. Thì tôi rất là tâm đắc một cái câu mà tôi học được là người ta sinh ra không phải ai cũng có thể tạo hạnh phúc cho mình, nhưng tất cả mọi người đều có khả năng tạo hạnh phúc cho người khác. Nếu mình có lòng thì mình làm được. Với kinh phí đầu tư hơn 15 tỷ đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 5 tỷ đồng để hình thành trường dạy nghề dành cho người khuyết tật. Trung tâm này vừa đào tạo vừa tổ chức cho các học viên thực hành, ứng dụng các kỹ năng nghề nghiệp đã được đào tạo, gắn kết việc học nghề với thực tiễn sản xuất kinh doanh theo tinh thần trao cần câu chứ không trao con cá. Mỗi năm, trung tâm có khả năng dạy một số ngành nghề sửa chữa điện tử, vi tính, thêu, trồng hoa lan, cây cảnh, in lụa, v.v. cho 400 người khuyết tật, trong đó đã tặng 150 suất các em khuyết tật được ở nội trú. Để hoạt động của hội mang tính bền vững, rất cần nguồn kinh phí. Vì thế, việc vận động xây dựng quỹ là vấn đề được hội quan tâm. Đặc biệt trong những năm gần đây, việc kêu gọi càng được quan tâm hơn bởi một số nhà bảo trợ lớn rút lui, một số cắt giảm kinh phí công tác xã hội. Bên cạnh đó, đáng quý thay khi vẫn còn rất nhiều tấm lòng vàng nhiệt tình và hết lòng với hoạt động của hội từ năm này qua tháng khác. Được hội, được trung tâm khuyết tật tạo điều kiện để tôi nhận mấy em khuyết tật ở trung tâm về. Trong quá trình làm việc tôi cũng thấy
mấy sự cố gắng các em tôi cảm thấy rằng rất tốt. Mà tới ngày hôm nay mấy em nó cũng chung sức với chúng công ty tôi làm việc. Và tới hôm nay mấy em cũng có một cái nghề để mà hội nhập cuộc sống. Cái đó là niềm vui của công ty chúng tôi. Và chúng tôi cũng cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để cho mấy em hội nhập cùng xã hội cũng giống là đến công ty chúng tôi. 20 năm nỗ lực vì người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bằng khen Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Trung ương, bằng khen Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2. Xuyên suốt 20 năm, dù có trở ngại, có khó khăn, song Hội đã nỗ lực đoàn kết gắn bó hết lòng vì người khuyết tật và trẻ mồ côi. Trung thành và thực hiện thành công mục tiêu khi thành lập, đó là giúp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi sống, làm việc và hưởng thụ như bao người khác trong xã hội. Nhiều lớp cán bộ hội đã tận tụy với nhiệm vụ bằng cả trái tim và tấm lòng nhân ái, biết quy tụ và kết nối những tổ chức cá nhân có tấm lòng từ tâm, từ thiện, đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, người nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng bão lũ thiên tai. Hội như cánh tay nối dài của đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc thực hiện trách nhiệm với người khuyết tật để ai cũng có thể tự hào khi mình đã sống cuộc đời tàn mà không phế. Nhìn lại một chặng đường đã qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh có thể tự hào khi đã thực hiện được nhiều hoạt động có ý nghĩa để giúp đỡ cho những đối tượng đặc biệt hòa nhập vào cuộc sống. Để có được những kết quả này là sự chung tay góp sức của vô số những tấm lòng vàng trong toàn xã hội. 20 năm là một hành trình dài, dẫu có nhiều chông gai thử thách nhưng cũng đầy trái ngọt, được kết tinh từ tình yêu thương của những tấm lòng thiện nguyện. Đây là những hình ảnh ghi nhận tại chương trình giao lưu kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, chính sự trợ giúp của nguồn quỹ từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh và là nguồn động viên tinh thần lớn lao để người khuyết tật và trẻ mồ côi thêm tự tin bước vào tương lai. Xuyên suốt 20 năm, dù có trở ngại có khó khăn, song hội đã nỗ lực đoàn kết gắn bó hết lòng vì người khuyết tật và trẻ mồ côi, đã thực hiện được mục tiêu khi thành lập là giúp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi sống, làm việc và hưởng thụ như bao người khác trong xã hội, chia sẻ một phần trách nhiệm với đảng bộ và chính quyền thành phố trong thực hiện trách nhiệm với người khuyết tật và mồ côi. Thay mặt Ban chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi, tôi xin chân thành cảm ơn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh luôn theo sát, hỗ trợ hội làm tròn nhiệm vụ. Cảm ơn các tập đoàn, công ty, xí nghiệp, đơn vị, gia đình và các cá nhân quý ân nhân đã đồng hành cùng với hội trong suốt 20 năm qua. Cảm ơn các cháu khuyết tật mồ côi đã phấn đấu vươn lên, không phụ lòng những ân nhân đã giúp mình vượt qua số phận. Trong suốt 20 năm qua, rất nhiều thế hệ người khuyết tật đã được hội trợ giúp kịp thời để được học nghề, tìm việc làm ổn định cuộc sống. Khi các em tạm ổn định, nhiều em đã quay trở lại giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ, khó khăn hơn mình, cùng nhau trở thành những người có ích cho xã hội. Cũng trên hành trình dài đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều đơn vị và cá nhân trong nước cũng như ngoài nước. 20 năm thành lập là 20 năm hội tổ chức nhiều chương trình, nhiều hoạt động chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo, là 20 năm đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh, vươn lên vượt qua số phận. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng cờ truyền thống và 19 bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tặng cờ truyền thống và 10 bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân. Đây là sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, cống hiến không mệt mỏi của những mạnh thường quân, những tấm lòng thiện nguyện đã chung tay hỗ trợ cho bao mảnh đời khó khăn, khuyết tật. Để từ đó, chúng ta có thể vững tin vào một ngày mai với những tấm lòng nhân ái cùng nâng cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Tất cả những điều này thật sự ý nghĩa cho con đường phía trước của người khuyết tật, của các em mồ côi, bớt gập ghềnh,
cánh cửa hòa nhập vào xã hội mở rộng hơn, để họ tin rằng vòng tay yêu thương của cả cộng đồng luôn rộng mở, đỡ nâng, chia sẻ một phần khó khăn để họ tiếp tục bước đi giữa bộn bề cuộc sống. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng những bạn nhỏ của chúng ta chỉ với cây viết màu bình thường có thể vẽ lên cổ tích? Đó là điều có thể khi những bức tranh được vẽ lên từ tình yêu thương của các em đã tạo nên những câu chuyện cổ tích trong đời thật. Vẽ lên cổ tích là hoạt động thường niên do nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng chương trình Thiện Nhân và những người bạn cùng với các họa sĩ tổ chức. Các họa sĩ nhí sẽ thể hiện tài năng của mình dưới sự hướng dẫn của nhiều họa sĩ tên tuổi. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá những bức tranh sẽ góp phần vào hoạt động phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cho các em nhỏ, làm nên những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường. Buổi trưng bày và đấu giá tranh vẽ lên cổ tích lần thứ tư năm 2019 diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình với sự tham gia của các ca sĩ trẻ với tấm lòng thiện nguyện, đóng góp lời ca, tiếng hát để kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn của các em nhỏ. Những nét vẽ ngây ngô, phóng khoáng, dẫu có chút vụng về nhưng rất đáng yêu bởi nó được vẽ nên từ tấm lòng yêu thương với mong ước những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn nhỏ đồng trang lứa với mình. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Với mỗi nét cọ, mỗi bức tranh ra đời, các em đã đóng góp một bàn tay nhỏ xinh vẽ nên màu sắc tươi sáng hơn cho cộng đồng xã hội. Cảm ơn các con. Chúng tôi có dịp đến thăm cơ sở chữa bệnh của lương y Bùi Văn Tịnh tại ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Từ sáng sớm tinh mơ, đã có nhiều người dân đến đây để khám và chữa bệnh. Khoảng 4 năm nay, cơ sở chữa bệnh của lương y Bùi Văn Tịnh được nhiều người tìm đến bởi được chữa bệnh phát thuốc miễn phí, dùng phương pháp cổ truyền dây bấm huyệt phối hợp với cây thuốc đông y giúp người bệnh từng bước phục hồi sức khỏe. Không bàn về hiệu quả chữa bệnh của ông Tịnh bởi còn cần cơ sở khoa học chứng minh và chứng nhận của các cơ quan y tế cùng chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi nói về cái tâm của người thầy thuốc, thì thầy Bùi Văn Tịnh luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Cái ngày đầu tiên là tôi lên là nghĩa là không đi được, là phải có người kè đi mới được. Rồi thầy làm có một cử, rồi hai cử là bắt đầu đi. Đi rồi bữa nay là đi được coi như là gần bình thường rồi, đi đứng gần bình thường rồi. Nhưng mà thầy không lấy tiền thuốc, thầy thấy khổ quá đó, rồi thầy không có lấy tiền thuốc. Bệnh nhân không phân biệt giàu nghèo khi đến điều trị đều được các thầy thuốc đón tiếp niềm nở, chăm sóc và điều trị tận tình. Mặc dù cơ sở còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng các lương y luôn cố gắng tạo điều kiện tốt cho các bệnh nhân với mong muốn chia sẻ với người bệnh mọi lo lắng về chi phí khám chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân nghèo ngoài việc được khám chữa bệnh miễn phí còn được hỗ trợ nơi ăn ở trong thời gian trị bệnh, giúp đỡ chi phí đi lại và khi về còn được phát kèm thuốc miễn phí. Đến khám bệnh mà có khi còn được phát cơm, bánh mì cho những người bệnh ở xa, hoàn cảnh khó khăn hay đang lỡ bữa. Để vận chuyển bệnh nhân được nhanh chóng kịp thời gian điều trị, lương y dành dụng nhiều năm và tự trang bị hai chiếc xe cấp cứu để phục vụ cho bệnh nhân từ các tỉnh về đây. Tôi cố gắng học nữa, học mãi học hoài, học không hết. Rồi tôi hiện tại giờ tôi cũng đang tìm những ông thầy về hưu, những bác sĩ về hưu, đặng tôi tìm theo những cái mạch lạc, những cái bí quyết gia truyền nào đó để tôi thu thập vô, để tôi cứu bệnh nhân càng ngày càng nhiều hơn, để cho bà con người ta hết bệnh so với người nghèo. Lấy chữ tâm làm phúc, lấy chữ đức làm nghề, các lương y tại phòng thuốc cùng nhau miệt mài lao động, nghiên cứu, phát triển vùng dược liệu để có thể giúp được nhiều hơn cho những người bệnh. Thầy Tịnh còn thường xuyên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương qua các hoạt động thiện nguyện như phát gạo, phát quà cho bà con nghèo vào những dịp lễ Tết trong năm. Lòng nhân ái cứ thế lan tỏa, những bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh một thời gian vẫn quay trở lại đây, tùy theo điều kiện mà ủng hộ đóng góp để giúp phòng khám trang bị thêm cơ sở vật chất, phục vụ bữa ăn, thang thuốc miễn phí cho nhiều bệnh nhân khác. Tất cả họ kết nối với nhau, cùng gắn bó và nỗ lực để thực hiện tâm nguyện, góp phần xoa dịu nỗi đau cho những bệnh nhân nghèo.
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo có điều kiện chăm sóc sức khỏe qua việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh đã tổ chức trao tặng 210 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn trên địa bàn 5 xã Quy Đức, Đa Phước, Phong Phú, Hương Long và Bình Hưng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng xã hội, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người dân thuộc diện hộ nghèo, giảm bớt lo lắng cho bà con khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn thành phố. Qua việc giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng đã chỉ ra một số vướng mắc như còn trùng lắp thông tin, khó khăn trong việc kiểm soát, quản lý, hiện tượng cấp trùng thẻ. Để tiếp tục khẳng định chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với các hộ nghèo, cận nghèo, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các khu dân cư về pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm y tế để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao số lượng người tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt cần điều chỉnh kịp thời những sai sót trong việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, quản lý chặt chẽ việc cấp thẻ, công khai minh bạch trong việc thanh toán kinh phí cho hộ nghèo, cận nghèo được chi trả khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nơi Yêu Thương Ở Lại kỳ này. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.